Marco Polo là thương gia, nhà thám hiểm người châu Âu đầu tiên biết đến Trung Quốc. Trong sách Marco Polo du ký, ông tả lại những gì mắt thấy, tai nghe ở xứ sở kỳ lạ này, xứ sở mà ông gọi là tiểu vũ trụ thu nhỏ. Người Âu lúc đó không tin trên đời lại có một đất nước kỳ thú và hoang đường đến như vậy. Họ nghĩ Polo bịa đặt và định xử trảm nhà thám hiểm vĩ đại này. Thế nhưng tính ra, những nhận xét của Marco Polo không hẳn là sai, đặc biệt nếu xét ở thời điểm ông sinh sống. Vì sao có thể nói như vậy? Hãy cùng tìm hiểu thông qua bài viết Trung Quốc là tiểu vũ trụ thu nhỏ của tác giả Sang Đỗ được đăng tải trên website Spiderum nha. Trung Quốc có địa hình phong phú đến nỗi chưa có nhà làm phim Trung Quốc nào phải đi xa khỏi đất nước để tìm bối cảnh tự nhiên. Họ chỉ đi lên quanh đất nước cũng đã có đủ hết. Từ sa mạc mênh mông đến cánh rừng rậm âm u, từ thảo nguyên cỏ xanh bát ngát đến rừng lá kim taiga bí hiểm, tất cả đều hiện diện trên lãnh thổ Trung Quốc. Khí hậu cũng như vậy, trên cái lãnh thổ mênh mông đó có đủ các loại khí hậu. Nhiệt đới gió mùa, ôn đới, cận nhiệt đới, hàn đới, đủ cả. Khí hậu địa hình đã quyết định sẵn đến sản vật tự nhiên và tập quán canh tác sinh hoạt đời thường. Tập quán canh tác và sinh hoạt đời thường lại ảnh hưởng đến văn hóa và tư tưởng triết học. Có lẽ, địa hình Trung Quốc chỉ thua mỗi Hoa Kỳ về mặt biển. Trung Quốc không có đường biển phía Tây. Trong khi đó, bờ biển phía Đông thì bị chắn tầm nhìn bởi quần đảo Nhật Bản, bán đảo Triều Tiên, Philippines và Đài Loan. Sự vươn ra thế giới của Trung Quốc vì thế bị hạn chế phần nào. Theo đó, bá chủ Biển Đông gần như là điều tất yếu của Trung Quốc phải làm nếu muốn có bàn đạp để tiến xa hơn nữa. Các bạn ơi, Spy Room có một thông báo rất quan trọng. Hiện tại chúng mình đang tuyển dụng vị trí quay dựng và video editor nhằm phục vụ việc phát triển các tuyến nội dung hai mảng video essay, podcast và blog. Thông tin cụ thể chúng mình sẽ để trong phần mô tả và bình luận ở phía bên dưới nha. So sánh nền Đông Y và Tây Y, người ta thường nói một câu chung chung. Hai xứ Đông và Tây đều có ưu điểm và nhược điểm riêng. Phải nên kết hợp cả hai để chữa trị tùy theo từng bệnh và tùy đối tượng. Hẳn nhiên, đây là cách nói an toàn và giáo điều của người phát ngôn. Những ai tìm hiểu lịch sử y học một cách nghiêm túc và bài bản sẽ không phát biểu điều này. Thực ra, y học phương Đông đã làm được tất cả những gì mà phương Tây có thể làm được một cách rất xuất sắc. Văn minh cổ đại của người phương Đông đã phát triển rực rỡ đến mức làm cho mọi du khách phương Tây khiếp đảm. Nếu ta coi văn minh Ả Rập, Ba Tư, Ấn Độ cũng thuộc về phương Đông thì quả thực nền văn minh phương Đông ấy còn vĩ đại và tuyệt vời hơn nữa. Châm cứu, bấm huyệt là điều khiến nhiều người Tây Âu phải kinh ngạc. Người ta có thể cắm một cây kim lên vị trí nào đó trên cơ thể với độ dài, ngắn khác nhau để cứu ta hoặc giết ta. Bây giờ hãy bàn tới lĩnh vực y học mà người Tây luôn được xem là ưu thế, môn phẫu thuật. Tìm hiểu kỹ mới biết, nền phẫu thuật Trung Hoa đã có từ lâu đời và phát triển rất rực rỡ từ trước công nguyên. Đến thời nhà Hán thì các danh y Trung Quốc có thể giải phẫu cả não người. Bí quyết đó đã bị mai một và thiêu hủy qua nhiều triều đại sau đó. Sự thật là ngành phẫu thuật phương Tây trước thế kỷ 19 rất kém, thậm chí thua xa người phương Đông. Lúc đó cả thế giới chưa hề biết đến vi trùng và vi khuẩn, nhưng người Trung Quốc đã lờ mờ hiểu rằng cần phải làm gì đó để vết thương nhanh lành hơn bằng cách bôi lưu huỳnh và đốt cháy trên bề mặt vết mổ. Họ còn nung nóng dụng cụ mổ bằng ngọn lửa đèn cồn. Không hiểu vì để diệt khuẩn hay họ chỉ làm theo kinh nghiệm, nhưng cách họ làm phẫu thuật kiểu này đã đem lại thành công vượt hơn hẳn so với phương Tây. Hơn thế, các thầy lang như cụ Hoa Đà cách đây hàng ngàn năm biết dùng cả thuốc gây tê. Chỉ sau ông Pasteur thế kỷ 19 phát hiện ra vi trùng và cách diệt khuẩn thì phẫu thuật phương Tây mới cất cánh và đạt vinh quang rực rỡ như ngày nay. Lúc đó, phẫu thuật Đông Y bắt đầu trở nên lỗi thời và bị coi rẻ. Nó càng bị coi rẻ khi mà các triều đại hoàng đế bảo thủ và ích kỷ đã để cho súng ống phương Tây chinh phục. Thật chớ trêu làm sao khi kỹ nghệ súng ống lại ra đời đầu tiên ở Trung Hoa, ra đời trước cả thời của ông Alfred Nobel rất nhiều thế kỷ. Nhân đây cũng nói thêm một điểm yếu của người Á Đông là giận quá mất khôn. Rất nhiều giá trị triết học, văn học, kiến trúc, nghệ thuật, y học đã bị thiêu hủy chỉ vì cơn giận của một cá nhân hay một tập thể. Ở Tây Âu thì điều này ít xảy ra hơn. Quay lại chuyện y học, ngày xưa hoàng đế, vương tôn, quý tộc ở Trung Quốc được hưởng hầu như tất cả những tiến bộ về y học, nghệ thuật và kỹ thuật tiên tiến nhất. Bởi lẽ đó, nhiều thứ chỉ giới hoàng gia mới biết. Ví dụ, họ không cần phải dùng bao cao su hay đặt vòng tránh thai khi quan hệ tình dục.
họ cứ quan hệ trần tùm lum. Khi vua làm xong, một thái giám sẽ đến hỏi nên giữ hay nên bỏ. Vị vua kia chỉ cần lắc đầu hoặc gật đầu, tùy theo tâm trạng và sức khỏe tốt hay xấu của mình hôm đó. Nếu vua lắc đầu muốn bỏ cái thai thì chỉ cần sai một thái y điểm vào hai huyệt đạo ở thắt lưng người đàn bà, thế là xong. Chắc chắn người đàn bà kia không thể có bầu lần đó được. Chuyện có thật mà nghe như bịa phải không? Lầu xanh và kỹ nữ phát triển ở Trung Quốc từ rất sớm. Nó là ngành công nghiệp giải trí được công nhận và phát triển rực rỡ. Có cả thần hộ mệnh là thần kỹ nữ lông mày trắng. Sách dạy làm tình có tố nữ kinh với đủ các tư thế và phân tích tường tận điểm yếu điểm mạnh của từng tư thế. Chị em còn được học vành ngoài 7 chữ, vảnh tròng 8 nghề khi nằm với dài. Với người béo thì làm sao? Người gầy thì phải làm sao? Người trẻ thì phải làm sao? Và người già thì cần làm cho gì? Mục đích là đạt cho được cái đích vui thú, xứng đáng đồng tiền mắt gạo bỏ ra. Kể ra hết 7 chữ và 8 nghề phòng the là gì gì thì có lẽ phải viết thêm một cuốn sách. Vậy nên điểm qua như vậy thôi. Xin kể một điều thú vị nho nhỏ như sau. Màu đỏ được khoa học phương Tây gần đây chứng minh có khả năng kích thích tình dục rất cao. Phụ nữ mặc màu đỏ và hồng thì hấp dẫn đàn ông hơn so với các màu khác. Trung Quốc đã biết tổng bí mật này từ hàng ngàn năm nay. Bởi thế, màu đỏ rực rỡ hiện ở tất cả các ký viện ăn chơi. Chúng ta cứ tưởng ông Nguyễn Ngọc Ngạn là sư tổ viết chuyện ma, nhưng thực ra ông Bồ Tùng Linh mới là sư tổ đích thực của nghề này. Ở Việt Nam thế kỷ 18 còn có ông Nguyễn Dữ với Truyền Kỳ Mạn Lục. Hơn 600 câu chuyện ma của Bồ Tùng Linh hấp dẫn ta từ đầu tới cuối. Các câu chuyện không hề giống nhau và tình tiết đều biến ảo khôn lường. Bạn biết vì sao Thủy Hử và Tây Du Ký nổi tiếng không? Có rất nhiều lý do, nhưng một lý do cơ bản đó là hai cuốn đó viết về khát vọng tự do và tình yêu tự do. Ở một xã hội phong kiến chuyên chế tập quyền hà khắc như Trung Quốc, người ta không bao giờ nghĩ tư tưởng khinh thường vua chúa và ca ngợi tự do lại có thể tồn tại. Ấy vậy mà nó vẫn sống, sống mãnh liệt là khác nhá. Triết học Trung Quốc kỳ thú cũng là ở chỗ này. Thủy Hử ca ngợi bọn tạc khấu, cướp của giết người, coi vua quan không ra cái tóp mỡ gì. Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung cũng như vậy. Đa lẽ chúng phải bị cấm lưu hành, thậm chí phải tru di tam tộc đứa nào dám viết ra hai cuốn sách này. Ấy vậy mà nó trở thành một phần ý thức hệ của Hán tộc. Như vậy chẳng phải kỳ lạ hay sao? Ở Trung Quốc, nếu ta tìm hiểu thật kỹ, bạn sẽ thấy các tư tưởng triết học trên thế giới đều manh nha hoặc từng phát triển ở đây. Mặc Tử, Trang Tử, Lão Tử coi đời là mộng ảo. Các vị này chủ trương thuận theo tự nhiên mà sinh tồn, không phát triển khoa kỹ, không tích trữ vàng bạc của cải. Thắng bại, được mất đều chỉ là phù du. Điều này phần lớn giống như tư tưởng Phật giáo và lời khuyên của Jesus. Trong tứ vô lượng tâm, từ, bi, hỷ, xả thì Lão Tử, Trang Tử, Mặc Tử giống ở điểm xả. Họ nói buông xả và sống theo tự nhiên thì sẽ có an vui hạnh phúc. Tuy nhiên, con người để đạt tới tâm xả thì họ không chỉ ra. Và dường như trường phái triết học Trung Quốc này không chú trọng đến giác tha mà chỉ quan tâm đến tự giác. Họ lười phân tích và giảng dạy nên họ không có hệ thống lý luận và nền tảng khoa học như Phật giáo. Tuy nhiên, do chủ trương tiêu diêu tự tại nên họ chẳng quan tâm đến thiên hạ thị phi và cũng chẳng ham mê cứu khổ, cứu nạn cho đời. Ông Mạnh Tử cho rằng, nhân chi sơ, tính bản thiện, sau này nếu có ai đó trở nên xấu xa là giáo dục kém. Ông Tuân Tử cho rằng, nhân chi sơ tính bản ác, nghĩa là đẻ ra người ta có sẵn tính ác thú, sau này lớn lên nhờ có học hành giáo dục mà tính ác mất dần. Triết học phương Tây cho rằng con người sinh ra không ác cũng chẳng thiện, do hoàn cảnh giáo dục, do tác nhân xã hội gia đình, nhà trường mà hình thành tính cách. Hình thái xã hội lý tưởng mà các triết gia Trung Quốc phác thảo ra cũng giống xã hội Utopia của các triết gia Tây Âu. Thì ra cái xã hội không tưởng, an hòa và hạnh phúc trong đầu các triết gia Đông Tây, Kim Cổ đều như nhau, khác nhau chẳng qua ở do sắc thái, văn hóa, điều kiện tự nhiên mà ra thôi. Lý thuyết về dân chủ và thiết chế dân chủ, chúng ta đều ngỡ chúng chỉ tồn tại trong triết học châu Âu. Thực tế thì ông Mạnh Tử đã nói, dân vi quý, quân vi khinh, nghĩa là dân mới là gốc và đáng được trân trọng. Vua là không quan trọng vì vua này có thể thay thế bằng vua khác, nhưng dân thì không thể. Điểm qua mấy nét như vậy, tôi hy vọng có thể phần nào chứng minh được Trung Quốc xứng đáng với cái mỹ hiệu tiểu vũ trụ thu nhỏ mà ông Marco Polo đã đặt cho xứ sở kỳ bí này. Và đó là toàn bộ nội dung bài viết. Các bạn cảm thấy thế nào? Hãy cho chúng mình biết trong phần bình luận bên dưới.
Và nếu các bạn thích video này, đừng quên bấm like, share, subscribe cho kênh YouTube Spider Room và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ nội dung thú vị khác trong tương lai. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và hẹn gặp lại. Peace.